Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lan Lu Artist nha. Và mình Lan Lu nè. Trời, cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại một cái video ha. Thực ra thì cũng khoảng chắc là hơn một tháng mọi người nhỉ. Vì năm nay mình cũng gần cũng cuối cấp ấy. Cũng học khá là nhiều bài nên là không có thời gian để edit video ấy. Thì mình cũng có mấy cái video sẵn lắm rồi nhưng mà thời gian không có để mình chỉnh ấy, nên là bây giờ mới up video lên được nè. Không biết mọi người có nhớ mình không ta? Trời, tự nhiên dạo này kiểu không làm được video cũng cảm thấy khá là buồn và muốn làm video làm gì làm hay cho mọi người coi. Nhưng mà mình thì chỉ là một kênh YouTube nhỏ thôi chứ cũng không có phải là hot gì nhiều ấy. Điên hơn. Nhưng mà thôi, thì sự cố gắng của mình cũng đến đó. Thôi như sao biết được, mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều hơn nha. Lúc này là mình đang ở trên trường ấy. Và lúc này tụi mình thi xong hết rồi, nên là đi tới đây chỉ có ngồi chơi thôi. Nên là mình đã quay một cái vlog ở trên trường. Mình định quay một cái vlog là làm những việc gì sau cuối năm 2020. Thì như cái tiêu đề thì mọi người cũng thấy ha. Và sau khi học về thì mình bắt đầu sơn lại cái yên xe đạp của mình. Bởi vì nó khá là nhạt ấy. Cũng không hẳn là nhạt mà nó đen, nó rất là xấu luôn. Nên là mình muốn chỉnh nó lại cho nó thêm đặc sắc hơn. Và lúc này mình đang chuẩn bị đồ để vẽ nè. Mình định làm cái màu kiểu galaxy bầu trời ấy. Nhưng mà thấy nó khá là phèo luôn á. Đó, mọi người thấy hả? Nhìn cái kiểu như cái cục gì á. Mình làm thấy ghê quá nên là mình loan đẹp nó ra. Thì cũng khá là ổn. Và lúc này mình lấy màu trắng để mình vẽ mặt trăng nè. Nên rất là phèo luôn á. Trời đất ơi. Do mình không có một cái ảnh sẵn nên là tự nghĩ ra là nó hơi sida. Và mình đã lấy cái màu gold để tô vào cho nó lấp lánh hơn. Thì đây là thành phẩm. Nói chung là cũng không tồi. Nói chung là cũng lúc mà để trong nhà xa mọi người yêu mình nổi nhất luôn ấy. Và sau khi sau xong cái xe thì mình bắt đầu vào dọn phòng. Thì để dọn phòng cho thật là sung thì mình sẽ mở nhạc sập sình. Đây là cái loa của mình mua này, mình dùng rất là tốt luôn nha. Và đây là phòng mình rất là bừa luôn ấy. Và mình bắt đầu dọn nè mọi người. Thấy ghê không, ghê không? Trời ơi, kiểu nhìn xiên dễ sợ luôn. Bữa nay dọn nó thấy xiên lắm. Chứ không là phòng mình cứ nhớ trùng heo ấy mọi người. Hay. Và mình sẽ dọn từng chỗ một. Mình cũng đã dọn cái tủ này rồi, bỏ cái sách vô này. Sách này mình hay đọc á. Rồi bắt đầu chuyển sang dọn cái bàn nè. Cái bàn rất là bừa luôn ấy. Và mọi người cùng coi mình dọn nha. Thank you.
Cái phòng mình nay đã được gọn gàng hơn rồi nè, cả bàn học nữa. Và khi mà mọi người dọn xong ấy là phải, tất nhiên là phải rửa tay lại rồi, bởi vì cái bàn nó rất là nhiều bụi bặm ở trong đó. Nếu mọi người không rửa tay thì sẽ rất là dơ luôn. Và khi mọi người chạm vào trong mặt rồi, rất là dơ luôn nha. Và sau khi mà dọn xong thì rất là có hứng họp luôn. Và mình sẽ lấy cái tai nghe đeo vào và chuẩn bị bắt đầu học. Trước khi học thì để lấy lại động lực sau những thời gian vận động vất vả thì chúng mình cùng ăn ngũ cốc nha. Ngũ cốc này của Hàn Quốc đó mọi người, rất là ngon luôn. Ăn với sữa là gọi là đỉnh luôn ấy. Siêu đỉnh luôn. Yeah. Ok, sau khi ăn xong thì chúng ta cùng bắt đầu vào học thôi nào. Chúng ta phải cố gắng chăm chỉ để sau này có thể đạt nhiều được nhiều thành công nha. Nói vậy thôi chứ cuối cấp rồi thì cũng rất là nhiều bài luôn ấy. Mình thì không có được giỏi trong môn toán nên là rất là phải cần. Sao rất là phải cần ta? Nên là cần phải luyện thêm toán nhiều ấy. Yeah, rất là khổ luôn. Ok, thì cái VIP sau ấy mình sẽ làm một cái bullet journal là nói về cái kết thúc năm 2020 thôi. Thì video của mình đến đây cũng là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã coi đến đây của video này nha. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ and have a nice day. Bye bye.